Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu chàng. Chà, tôi yêu chàng nào vậy ta? Chàng tương nào? Tư ai phải không? Nói tôi nghe đi, có gì tôi phối hợp cho. Trời ơi, chị ơi, yêu đương gì chị ơi? Nói nó không không chơi vậy thôi. Em nói nghe nè gì? Chị nói thiệt, em cũng lớn tuổi rồi, đừng có mắc cỡ. Thích người nào thì nói đi, được các anh chị tác hợp cho liền ha. Đã nói không có yêu là không có yêu mà hai anh chị cũng ngộ ghê. Được cái tác hợp, ở đâu mà có mà tác hợp. Trời ơi, lớn tuổi rồi ông ơi, chứ phải còn nhỏ đâu. Mà nói tới chuyện yêu đương là dãy nảy lên. Vợ chồng con Vi nó cũng nói rồi, má coi mà dì Tư chịu ai là tác hợp liền đó. Vi nói là nghe lời Vi vậy đúng không? Chứ sao? Cũng may là nghe lời Vi, thành thử ra mới cho em mình những cái lời ngon ngọt, dễ thương và tử tế như thế à. Chà, bữa nay hai chị em nói cái chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy? Thì chuyện yêu đương. Bà, kỳ. Trước mặt dì Tư nó mà nói gì kỳ. Muốn cái gì lát vô trong phòng yêu yêu đương đương. Cái gì? Quý già này, đầu óc ông nghĩ gì ạ? Thì bà mới nói chuyện yêu đương. Trời ơi, đang nói chuyện yêu đương của dì Tư nữa nè. Nghĩ gì đâu bỉ bả không à. À, của dì Tư nó hả? Dì Tư nó. Anh chị ngộ quá, rảnh dễ sợ luôn. Đã nói là không có yêu mà tối ngày cứ ép cho yêu yêu yêu. Ai mà yêu, ai mà yêu. Không yêu mà hai cái gò má đỏ ngầu vào cây chổi của người ta đương ngon lành vậy. Tự nhiên biết lát nó trọc lóc cái bông cỏ hết giờ. Em gỡ ra em đập mấy cái hột bông cỏ. Còn cái mặt em đỏ là vì hồi sáng em ăn cơm rượu anh à. Người ta nên cái gì cũng mới được hết trơn hết trọi á. Sao con, hai vợ chồng cũng khỏe ha? Nè, bữa nào mà được nghỉ ngay trở về đây chơi với ba má nghe không? Ừ, nhớ nghe em. Nè, cho ba má gửi lời thăm anh xui chị xui ha. Rồi, ba cúp nghe. Chà, nói chuyện con với rể ngọt thì sợ, còn nói chuyện với vợ đâu có ngọt gì đâu. Gì kỳ vậy? Tự nhiên bữa nay ganh tị với con gái nữa là sao? Ganh tị đâu ganh tị. Tôi nói thiệt đó nghe, bảo đảm với bà. Sao? Mai mốt ai mà làm dâu bà là khổ với cái tánh của bà lắm. Sao khổ? Trời ơi, tánh tôi hiền lành dễ thương muốn chết luôn à. Thì cái tánh bà đó hay ganh tị. Tánh gì? Rồi bà sẽ ganh tị với vợ của con Khánh. Ê, Khánh à, sao con không hỏi thăm má coi má ngủ có ngon không, sức khỏe má có tốt không mà con hỏi thăm vợ con không vậy? Không biết. À, Khánh à, sao má ăn cơm xong mày không hỏi má ăn có ngon không mà mày theo mày hỏi vợ mày không vậy? Không ơi, là người ai làm thế? Vậy mà bà dám làm thế mới là ngộ quá chứ. Gì vậy? Trong ngắm gì ai hả? Hẹn hò ai hả? Trời ơi, còn hẹn hò ai ngoài con Tư khùng. Gì vậy? Nó rủ tôi á là 12 giờ đi chợ mua đồ. Mà bây giờ mấy 3 giờ chiều rồi chưa thấy nó. Không đi thì nói chứ người ta tiếng để người ta chờ đợi bực mình hết sức luôn. Bởi con người khó khăn là vậy. Cái chuyện nó đơn giản thôi. Thì gọi điện hỏi nó coi sao nó chưa tới. Tôi đợi ông chỉ hả? Tôi gọi rồi. Nhưng mà điện thoại không được. Ỏi e làm như ngoài dùng phủ sóng sao á. Cái vụ này nguy hiểm nha. Sao? Có khi nào dì Tư nó bị tai nạn giao thông rồi nó bị bất tỉnh rồi chở nó vô cấp cứu trong bệnh viện không? Ông nói thì ghê quá vậy. Mà cũng có thể nghe không? Mình thấy trong phim nó ưa có chuyện đó lắm á. Chứ sao? Trời ơi, con Tư mà có chuyện gì tội nghiệp. Chưa chồng chưa con chết. Ừ. Đến qua chết ức tội nghiệp lắm luôn á. Mấy người đó linh. Chết linh lắm đó. Nói có xuất hiện liền luôn á. Linh. Trời ơi, có bà chị đáng đồng tiền bát gạo ghê. Tối ngày trù ẻo em mình chết không? Trù gì trù? Tôi nói cho mấy người đó. Hẹn tôi mấy giờ? 12 giờ. Bây giờ mấy giờ rồi? 3 giờ. Sao giờ qua trễ dữ vậy? Đi cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Người ta bị trục trặc nó mới trễ. Ai mà muốn trễ đâu. Rồi giờ ngồi đây không? Đi rồi ngồi đây chi nữa? Đi gì? Uống miếng nước. Rồi ăn thôi ấy rảnh xuống dưới lấy cái miếng bánh gì cho ăn người ta. Thôi không ai rảnh rỗi đâu. Mà hồi vào phục vụ mấy người. Lý do sao trễ nó nghe coi. Rớt mất điện thoại rồi. Trời đất quỷ gì thằng ơi sao vậy vậy? Có cái điện thoại cù bắp không cũng giữ không được nữa là sao? Thì đó, em hận khốn nạn là mà nó lượm được cái điện thoại của em. Cũng may đấy nghe ông, cũng may là điện thoại cùi bắp à. Ừ. Rẻ tiền chứ điện thoại mắc tiền thôi là ăn không ngon ngủ không yên à. Chứ nhưng thôi đừng buồn nữa, của đi thay người đi. Ừ. Mà mất ở đâu? Nhà ông Thiên á. Gì? Gì? Phải kế bên nhà ông Thiên, chỗ trường đại học Tây Đô. Nhà ông Thiên? Ừ. Thôi thôi, bỏ đi, đi chợ, trễ rồi. Đi. Thôi tôi đi nghe. Nè. Gì? Dặn à, hai chị em đi chợ rồi cho nó vui vẻ nghe.
đứng ra chợ rồi đứng cãi lộn cho thiên hạ cười á. Biết rồi, trong nhà rồi không xách cái này theo hả? Thôi bỏ đây đi, rồi đi, đi chợ làm móng rồi làm gì con. Ra ra cất cho trong nhà sau đi bà ơi. Dạ chào anh hai. Gì vậy ông nội? Vì nay làm gì có vẻ trịnh trọng rồi tự nhiên dạ chào anh hai này kia làm thấy ghê vậy? Thì cho dù là bằng tuổi nhau cũng phải có một cái sự lịch sự tôn trọng lẫn nhau gọi anh hai. Ôi sao mày bày đặt quá. Từ xưa giờ mày tao cứ mày tao cho nó thoải mái đi làm gì vậy? À thôi thà vậy đi. Trời đất ơi. Thấy nó trịnh trọng quá à. Nó cũng khó chịu dữ lắm. Nhưng mà thôi. Vậy đi. Vậy làm sao? Làm gì làm gì, hai người đồng ý là tôi với anh bằng tuổi nhau ha. Nhưng mà bữa nay thì thôi cho phép tôi đi ha. Cho phép tôi coi đừng có chấp ha. Cho tôi gọi một tiếng anh hai cho nó lịch sự đi. Gì vậy? Có vấn đề rồi nha. Qua đây làm chi đây? Có chuyện gì? Ha? Có Út ở nhà không? Nó đi học rồi. Út đi học rồi. Vậy là Út đã đi cho kịp buổi tụ trường. Về rồi lại đi nữa. Thôi. Tự nhiên đi học mà đem chuyện tình lang và điệp vô đây làm chi? Thì anh cũng nói là Út đi học rồi cho nên là nói Út, mà Út đi học cái gì? Út Khánh nó đi học là thiết kế thời trang. Trời đất ơi, anh có bị khùng không? Gì không? Anh bị điên hay là bị cái gì vậy? Có uống thuốc chưa? Tôi đi lấy cho anh uống. Gì tôi nói Út đây là Tư Thọ kìa. Chứ tôi hỏi Út Khánh con anh làm gì té em có nội tôi hay chi? À. Trời đất ơi. Té ra qua đây kiếm gì Tư nó phải không? Đúng rồi. Rồi nó đi chợ rồi. Có chuyện gì quan trọng không? Nói đi, nó về tôi nói lại giùm cho. Ờ thì vậy cũng được. Thôi nhưng mà thôi. Mà muốn gặp ngay Út hả chứ mà nói qua rồi anh chấm phết nó không đúng là mắc công là Út giận tôi nữa là phiền lắm. Ui khổ quá. Ông đàn em mà mình phải chủ động công chuyện chứ gì đâu phiền. Cô Út này đó hả, cái tính của cô, cái cổ rất là cá tính. Cổ không phải giống như bà xã của anh đâu, không có đơn giản đâu vậy đâu. Trời ơi, cổ khó chịu lắm. Bắt bẻ đủ thứ hết trơn á trời. Hỏi giống như là tra hỏi khẩu cung người ta vậy đó, hiểu không? Đúng. Điều kiện của cổ ghê gớm lắm. Chú mày nhận xét đúng. Trời ơi, vì Tư nó tánh tình nó mạnh mẽ lắm mà. Dạ. Với lại tao thấy hình như nó cũng không có quan tâm gì tới cái chuyện tình yêu lắm mày ơi. Em thấy hình như là cổ cũng như là nếu mà nói cổ chưa có cảm tình thì cũng không đúng. Mà nói cổ có yêu em là cũng không đúng. Mà hình như là cổ chưa thể chấp nhận được. Phải không? Chưa có thể chấp nhận. Ủa? Vậy chú mày qua đây kiếm con Út làm chi vậy? À thì... À quên nữa. Hiểu gì? Đưa trả lại Út cái điện thoại. À, cái điện thoại ha. Tao biết ngay mà. Biết nè, gì? Cái mặt của anh là giang. Mà không? Tự nhiên tại sao cái điện thoại của con Út mà ở trong túi của chú em mày vậy? Anh, hai cái ánh mắt của anh nói là cái sự tò mò và đầy hiểu lầm của tôi đúng không? Không có ý giống như anh tưởng tượng đâu. Có nghĩa là Út qua nhà của tôi hái mận nhưng mà để cái điện thoại ở dưới gốc cây mận. Rồi mãi mê lo hái mận rồi tới chừng Út là nói chuyện với tôi một hồi là đi về để quên cái điện thoại ở đó. Vô tình tôi lo tôi tỉa mấy cái lá cây. Tôi mới nghe cái tiếng chuông điện thoại nó reo. Tôi mới lại ngay chỗ đó thì phát hiện ra đây là điện thoại của cô Út. Cho nên tôi mới đem qua đây tôi trả cho cổ chứ không có cái gì hết trơn á trời. Anh đừng nghĩ tầm bậy. Bởi vậy con nhỏ này là hết chỗ nói. Vì cái chỗ nó mãi mê nó hái mận mà nó để chị nó hả chờ nó suốt 3 tiếng đồng hồ luôn. Không phải lỗi của Út đâu mà tất cả đều là lỗi của tôi. Út tính đi về lâu lắm rồi mà tôi có năn nỉ thôi ở lại chơi với tôi chút xíu nữa đi. Cứ ở lại tôi nấn ná hoài, tôi níu hoài cho nên là cuối cùng là bị trễ bên đây là lỗi ở tôi chứ không phải là lỗi của Út đâu. Không. Vậy ngoài cái chuyện trả điện thoại này bữa nay qua đây có ý định gì nữa không? Thì nhờ tất cả tâm sự là nhờ anh giúp đỡ anh làm sao anh nói. Anh nói với cô Út một tiếng rằng tôi là cái con người là biết hoàn thiện. Coi như là tôi sẽ sửa đổi những cái gì mà theo ý cô Út muốn. Sẽ bỏ nhậu nhẹt, không có còn nhậu nhẹt bê tha nữa. Hiểu không? Để cho cô Út cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Với lại anh giúp làm sao mà mở lời nó tỏ tình cho nó được. Chứ tôi không dám mở lời thiệt sự á. Đứng trước mặt cô tự nhiên tôi run như cày sấy á. Vậy phải không? Dạ. Nhưng mà ở đời mà bánh ít đi, bánh quy phải lại. Muốn người ta giúp đỡ là mình cũng phải có cái gì để cho người ta cảm thấy hứng thú người ta giúp đỡ. Thì được, nếu mà có được Út là người thân duy nhất của tôi đó thì anh chị muốn cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu hết á. Vậy phải không? Đúng rồi. Có chắc phải không? Ừ. Xê qua đây.
chỉ cho. Được không? Được. Được mà. Nghe thấy không anh? Bà này bà xài điện thoại làm chi mà để reo trái máy, bà cũng không bắt gì tôi. Hai ơi, chị Hai, chị Hai mở cửa rồi. Anh Hai, chị Hai ơi. Ủa ngộ rồi ta. Kêu tôi qua đây giật ngược, bây giờ tôi qua tôi điện thoại cũng không nghe máy, bây giờ tôi kêu cửa cũng không mở là sao. Hai vợ chồng mày đừng có nói chơi tôi nha. Tôi bực bội cái vụ này lắm á. Ngồi chờ không biết tới bao giờ nữa, ngộ ghê hai ông bà này. Chào Út. Cái gì vậy cha nội? Ngộ quá sao tự nhiên thật ở đâu tôi cũng gặp cái mặt ông á nè. Qua đây làm chi đi? Chị qua đi kiếm... Kiếm anh Hai tôi phải không? Nè, đừng có nói kiếm anh Hai tôi nhậu nữa nha. Ổng bỏ nhậu lâu rồi nha. Rủ ổng nhậu hoài là con Vi nó biết rồi, nó la ổng nữa đó, tội nghiệp ổng. Không phải tìm anh Hai. Tìm anh chị Hai tôi đúng rồi, cái chuyện gì? Thì chủ yếu là tìm Út á. Tìm tôi làm chi? Có gì đâu tìm. Thì có chuyện quan trọng muốn nói với Út. Chuyện gì? Thì chuyện quan trọng á. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Bây giờ không biết là nên nói ở đâu. Nói gì nè? Nhà này nhà là của anh Hai. Nha, ông qua ông nói tùm lum tà la với cái chuyện tình cảm này kia đúng không? Ổng mà nghe được rồi sao? Không lẽ cái chuyện mà tình cảm của mình như vậy là bậy bạ sao? Không phải là bậy bạ, nhưng mà nói cho nó đúng lúc đúng chỗ. Tự nhiên qua nhà ổng biết cái tật ổng rồi, nói sùm nữa, tôi không có thích vậy. Không lẽ Út không có một chút xíu nào cảm tình với anh hết trơn sao Út? Tôi mệt quá à. Giờ tôi nói không rồi sao? Út chưa trả lời phải không? Út nói không phải không? Hỏi tôi câu vậy thì sao mà tôi trả lời được? Nhưng mà Út nghe cái lời bài hát này rồi Út hãy trả lời. Trời ơi, hát nữa hả? Ờ. Sao tôi mệt anh quá à? Nghe nha. Thôi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên nhau lòng ngất ngây, trào lên trong lòng em, đam mê cuồng si. Đúng rồi. Ê, gì kỳ vậy? Tự nhiên qua đây cái hát bài lời tỏ tình dễ thương làm cho tôi liệu thêm vậy ông? Thì Út nghe cái lời tỏ tình dễ thương là Út hiểu được anh muốn nói cái gì rồi. Ý anh bây giờ không có còn giấu giếm gì nữa hết trơn á trời đó. Anh muốn nói thẳng với Út là anh muốn Út làm mẹ của anh. Không phải. Ý anh muốn nói anh muốn là làm con của Út. Nè. Không phải. Anh yêu quá rồi anh bị loạn, anh bị cuồng trí, anh nó bậy nha anh. Không phải, ý anh nói là anh muốn Út làm mẹ của con anh. Vô duyên. Ai cho anh nói mấy câu đó? Anh đừng có nói kiểu đó làm tôi thích. Mà ai dạy ông nói mấy cái lời này vậy? Có sư phụ đó. Không nhờ sư phụ nói bây giờ cái anh trình bày với sư phụ là giờ anh muốn tỏ tình với Út mà không biết nói như thế nào, thì sư phụ mới chỉ anh là kiếm cái lời nào tỏ tình cho nó rất là dễ thương, rồi anh nhớ mang máng tới cái bài hát lời tỏ tình dễ thương, cái anh mượn cái lời bài hát này, anh chôn cái lời bài hát này để anh tỏ tình với Út. Không ngờ nhờ cái lời bài hát này mà anh cưa đổ được Út. Trời ơi, không có đâu nha, mơ đi Diễm. Đâu có đâu, anh tên là Thiên mà đâu phải tên Diễm. Út, trời anh Út ơi. Sao ăn cơm không xuống với bàn ăn ngồi thu lưu đi vậy? Mà sao hôm nay đi mừng sao qua đây ăn cơm vậy? Bà tôi nói em Út lâu lâu nó mới ghé nó ăn chén cơm. Mà nói không có được câu nào nghe ngọt ngào cho nuốt trôi. Nói câu nghe buồn dễ sợ nước mắt muốn rớt cho ăn cơm ăn luôn. Trời ơi, tôi hỏi nó bình thường mà. Chuyện gì? Chuyện gì cho ai làm cho mấy người bực bội rồi về đây giận cá chém thớt đúng không? Cái gì mà cá với thớt ở đây? Chị, người ta nói là mất mẹ còn chị. Chị là người cận kề tôi mà chị không có vỗ về vuốt ve tôi gì hết. Chị giống chị ba quá. Trời ơi, cái gì mà vỗ về vuốt ve. Con ba nó ở yên cho nó bên Đài Loan đi, kéo nó vô đây làm chi. Mà cái chuyện gì mà có tôi với con ba trong đây nữa? Chuyện gì? Thôi mệt quá. Trời ơi, mệt sao không nói tiếng. Chị gọi điện thoại kêu ông Năm ơi chích cho. Cái gì vậy bà? Chứ nó mệt thôi là tôi không muốn nói chuyện nữa. Không nói chuyện tôi đi. Thôi nè, chuyện ông Thiên á. Xong rồi.
Trời đất ơi, Út ơi là Út. Vậy là xong rồi hả? Dặn bao nhiêu lần rồi là con gái mày phải giữ gìn chút. Khuôn 3 năm dạy 1 giờ. Trời ơi, sống để tới ngày cưới. Hư vậy em. Gì vậy bà nội? Trời ơi, bà nghĩ gì trong đầu vậy bà hai? Thì mới nói chuyện ông Thiên xong rồi mày méo mày khóc. Trời ơi, tôi đâu phải là người dễ dãi. Muốn hốt chế lúc nào hốt vậy? Gì nó xong rồi chẳng phải chuyện đó đâu. Chứ chuyện gì? Ông Thiên á. Sao? Ông cái gì cũng được mà có cái nhậu, nhậu lè nhè hoài. Nhưng nhậu hoài như vậy làm sao mà trụ cột gia đình đấy? Rầu thúi ruột nè. Có gì mày mỏi quá, không cho ăn cơm nữa. Ủa gì kỳ vậy? Em Út qua ăn có tô cơm đâu không được sao? Tưng 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 tưng. Hèn chi thấy chảy chiếu rồi ha. À, ly rồi nè, rồi mồi chả rồi ha. Đang chờ chiến hữu qua để nhậu phải không? Chiến đấu phải không? Thôi bà nó thông cảm đi. Lâu lâu rồi cho làm vài ly cho nó vui vẻ đi mà. Tôi nói thiệt với ông nghe, con Vi với thằng Khánh mà thấy ông nhậu nhẹt nó nhảy đông đổng lên cho mà coi. Nó đâu có thích ông nhậu đâu. Mà tôi nói ông nghe, nhậu nhẹt có hay ho gì đâu. Nhậu vô chỉ bệnh hoạn chứ có lợi ích gì. Nghe lời tôi bỏ nhậu đi không? Thì bà cũng thấy đó. Lúc rài là tôi cũng bỏ từ từ rồi đó, thấy không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tôi thấy ông á, lúc này á, ông nhậu xong rồi cái ông vô bùa ông ngủ. Chứ ông có quậy phá như hồi xưa nữa. Bà nói thì tôi đồng ý. Có nhiều lúc tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ hoài. Không biết lúc trước mình trẻ trâu làm sao lại nóng tính dữ vậy chứ. Tôi không buồn. Nhưng mà tôi thấy tội cho con mình. Nó có những ký ức không đẹp về cha của nó. Thì thôi, tôi biết vậy rồi. Cho nên từ nay tôi hứa với bà, khi mà có mấy đứa con mình nó về là tôi sẽ không nhậu. Nghe. Ở đâu ra? Kể từ hôm nay thì bỏ nhậu luôn đi. Kể từ ngày mai đi nha. Trời, mày đặt trả giá nữa. Không phải trả giá. Chứ sao? Nhưng mà bữa nay là ở hiện hẹn với chú Thiên nó rồi. Nhậu bữa nữa đi, nghe. Vậy tôi cho bữa nay thôi nghe. Ừ. Bắt đầu ngày mai là phải nhịn nghe chưa? À, bỏ luôn nghe chưa? Bỏ luôn. Ông mà cãi lời tôi, ông nhậu, ông có bệnh hoạn gì nghe, là ông tự ông lo đó. Tôi về tới Sài Gòn, tôi ở với con tôi cho ông hay. Nhớ nghe, bữa nay thôi đó. Khổ ghê. Từ hồi mà cho bà lên Sài Gòn chơi với con cháu cái hở hở động động cái là bà đòi bà bỏ đi Sài Gòn. Tiệt khổ. Ê, dạ. Làm gì mà lâu dữ vậy cha? Dạ, chào anh hai. Thôi để em vô em chào chị hai tiếng cho nó phải phép. Thôi được rồi. Anh em trong nhà không mà chào hỏi làm chi, bất công quá, khách sáo quá. Đâu có được đâu anh hai, cái đó mình làm phải cho đúng phép lịch sự đàng hoàng chứ. Nhưng mà chú kêu tôi bằng anh thì chú phải nghe tôi. Khỏi có cần chào hỏi làm chi cho nó mất công. Uống rượu đi, màu màng ta chờ ngủ hết trơn hết trọi rồi. Thì em kêu anh bằng anh hai. Ừ. Thì đó, tuy nhiên là chứ không lẽ em đâu có kêu anh bằng ông nội đâu. Nhưng mà cái gì anh cũng rầy em hết trơn vậy. Cái nào cho nó đúng thôi chứ. Đúng gì, nhưng mà trong gia đình không khỏi chào hỏi gì hết trơn. Mà bữa nay chú xách rượu qua đây nhậu với tôi có chuyện gì quan trọng không? Thật ra thì cũng đâu có chuyện gì quan trọng. Anh em lâu ngày muốn gặp anh uống vài ly chơi vậy thôi chứ đâu có chuyện gì đâu quan trọng. Vậy là không có chuyện gì bàn quan trọng hết ha? Không có cái gì hết trơn hết rồi á. Vậy thôi nay mình nghỉ nhậu đi. Bởi vì tôi hứa với bà với mấy đứa nhỏ là tôi bỏ nhậu luôn rồi. Trời ơi, mà tôi mà uống cái bả giận bả bỏ bả đi về Sài Gòn một cái là tôi ở đây tôi lủi thủi mình buồn chết đó chú ơi. Anh sao vậy, nam vô tủ như kỳ vô phong mà anh. Thôi không có kỳ phong gì hết trơn hết trọi. Tôi là đã hứa rồi, thành ra tôi phải giữ là hứa. Thôi hen, lỡ rồi thôi làm đứa chung cái rồi. Trời ơi anh ơi, anh lo cái gì, chỉ hù anh vậy thôi chứ tự nhiên không lẽ anh ở đây rồi chỉ lên Sài Gòn ở với mấy đứa nhỏ rồi sao chỉ làm được. Hù anh vậy thôi. Hù cái gì, bà này cái tính bà là bà bướng lắm mà, bà nói là bà làm á. Không có đâu, anh tin lời em nói đi. Ừ. Không bao giờ, thôi để uống vô cái này đi. Ừ. Mà có chuyện gì? Thật ra thì nó cũng có chút xíu chuyện. Chuyện gì? Chúng qua đây nhờ anh góp ý coi nó ra làm sao. Ừ. Thật sự là tôi khổ lắm anh ơi, thiệt á. Khổ tâm lắm. Bị giật hụi hay là bị mất của, mất cải gì mà khổ? Trời ơi, nếu mà mất của cải thì không có gì để nói, đối với tôi chuyện đó không thành vấn đề. Ừ, chứ bị thật gì? Sự là khổ đây nè, khổ đây nè, khổ ở trong này nè. Chà. Khổ trong này đây nè. Cái vụ này á nghe là nó đeo đẳng theo mình suốt cả một đời luôn á. Bởi vì nó không có gì gì mà nó khổ như thế này, thà chết còn sướng hơn cái ngày nó thiệt á. Nè, hỏi thiệt nghe,
Chú bị hở van tim hay là bị ung thư tim? Trời, cái gì đau tim, cái gì hở van tim ở đây? Ý nói là em đau trong này là em khổ vì tình đó anh ơi. À, tương tư nàng ca sĩ đó hả? Trời, thì cũng na ná vậy đó. Chú nói sao á chứ? Tôi thấy dì Tư nó là cũng mở rộng cái tình cảm với chú lắm chứ, làm gì mà có cái chuyện mà khổ như tính. Thì đồng ý là cổ đã cho các em có cơ hội để cho hai em với cổ là hai người tìm hiểu với nhau. Nhưng mà không biết mấy bữa nay á, cổ thay đổi như thế nào em không hiểu nữa. Là coi như là cổ quăng cục lơ. Rồi cổ nói nếu mà em cứ vậy hoài á, là không thể nào em trở thành trụ cột gia đình được. Là trụ cột gia đình đó, em không hiểu cái ý của câu này. Trụ cột gia đình hả? Dạ. Ê, cái câu này tôi nghe nó quen quen à nha. Anh cũng nghe quen quen câu này. Quen à. Em nói thật với anh nha, em tức lắm. Em tức ai chỉ cho cổ nói câu này đó. Em mà biết ai chỉ cho cổ nói câu này nha, em ăn thua đủ với người đó luôn anh hai. Tôi nè, tôi chỉ nó nói đó. Nhà vô đây ăn thua đủ với tôi nè. Nhà vô kiếm ăn. Dạ không có, em xin lỗi, em đâu biết là cái đó là chị chỉ đâu. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt á, cậu mà dám à hả? Rồi tôi kêu con Út à, nó cắt. Trời, cắt cái gì? Cắt tình cắt nghĩa với cậu như vậy. Trời ơi. Sao vậy chị hai? Mà bà cũng vậy nữa. Bà nói làm chi cho chuyện tình cho của dì nó với chú Thiên gian dở vậy? Không phải, tôi nói ông nghe là bữa con Vi nó gọi điện thoại về, rồi mấy dì cháu nói chuyện, rồi nói muốn lấy chồng lấy vợ gì đó. Ừ. Thì tôi mới nói bây giờ lấy chồng thì phải lựa người là kinh tế vững vàng nè. Ừ. Đừng có nhậu nhẹt mới làm được trụ cột gia đình. Mà dì Tư nó nói á, ông Thiên á thì cái gì cũng được, nhưng cái nhậu nhẹt là như hủ hèm. Cái con Vi thấy vậy nó thôi thôi nghe, đừng có lấy chồng như vậy. Lấy chồng mà nhậu nhẹt rồi ai mà lo cho mình nữa. Đó, tôi thấy cũng đúng chứ bộ. Em xin lỗi anh hai nha. Vậy là tội đồ Thiên Cổ là hai mẹ con của chị đúng không? Hai mẹ con của chị là cố tình hại tôi, là cắt đứt cái quan hệ tình cảm của tôi với Út đúng không? Ừ. Tôi nói thiệt với chị là tôi ăn thua đủ luôn á. Trời ơi ông nội, cái gì vậy? Tôi thách chú á. Đụng tới bả thử coi. Chú mà bước ra khỏi cái cổng này tôi kêu chú bằng ông nội á. Mà tôi nghĩ con Vi nó nói cũng đúng á. Chuẩn không cần chỉnh luôn đó. Nhậu nhẹt vô chi rồi không biết ai lớn ai nhỏ, ai phải ai trái, ai sai ai đúng. Hở chút rồi ăn thua đủ với tôi. Đó rồi mấy mốt mà mình gả con Tư về cho ổng này đi. Hở chút rồi cái ổng đòi ăn thua đủ với nó rồi sao gia đình hạnh phúc. Ông thấy không? Đúng. Dạ, bà nói câu này đúng. Tôi hoan hô cả hai tay hai chân luôn. Thì em chỉ nói vậy thôi chứ ngoài đó em đâu có ý vậy đâu. Ý em muốn là nhờ anh chị giúp đỡ giùm cho em một tiếng, nói vô giùm cho em một tiếng đi. Em hứa vậy là em bỏ nhậu, em không có tầm bậy tầm bạ, không có nhậu nhẹt nữa. Ý không phải vậy là ý sao? Tối ngày cái đòi nhào vô ăn thua đủ với tôi không hả? Dạ không có, tại vì em hứng em lỡ em nói nó cho nó tròn cái ý vậy thôi chứ ngoài đó em đâu có dám mà gây chuyện với anh chị đâu. Nhờ anh chị giúp không hết mà, thật đó, giúp em đi. Rồi. Em thương Út thiệt tình mà. Nè, chú nó đã nói vậy rồi. Nói gì thì nói cũng thương chú nó đi. Ừ. Nói vô một tiếng cho cái tình cảm của chú nói với gì nó cho nó ngon lành rồi. Cái ha. Thì tôi cũng ra suy nghĩ nè. À. Nhưng mà nói nghe nè, nhậu nhẹt cũng phải bỏ bớt đi. Dạ. Nghe chưa? Chứ đàn bà mình gặp đàn ông nhậu nản lắm luôn á. Dạ rồi em biết rồi, em hứa là chỉ có một ngày hôm nay đó thôi là em không có nhậu rồi. Nữa. Bỏ nhậu à? Bỏ nhậu. Thiệt không? Bỏ nhậu thiệt không? Đàn ông mấy người nói không mà chứ không có làm. Bao nhiêu năm nay đó, nói được rồi chứ có bỏ nhậu được không? Giờ cũng ngồi nhậu này thấy chưa? Gì vậy? Tự nhiên rồi gì bắn vô gia đình tôi một viên đạn lạc vậy? Nè anh nói với Út nghe, Út đừng có quơ đũa cả nắm. Anh hai khác, anh khác. Khác cái gì mà khác? Cũng một ruột với nhau hả ông ơi? Tôi không có kỳ thị với nhậu. Nhưng mà nhậu phải có chừng có mực. Nhậu phải còn để cái sức khỏe của mình để mình làm chủ nữa chứ. Mình trụ cho gia đình nữa chứ. Nói nghe nè Tư ơi, thì bây giờ cho cậu Thiên một cơ hội đi. Bỏ cũng từ từ bỏ chứ biểu người ta bỏ nhậu cái rụp sao được. Ừ, đúng rồi. Chị nói tôi nghe, bây giờ tôi nói là chị nghe nè. Bây giờ tôi nghiệm lời của con Vi, con chị nó nói rất là đúng. Nói gì nữa? Bao nhiêu năm nay anh hai anh hư là tại chị. Bởi vì người ta mới có câu là con hư tại mẹ. Cái gì vậy? Nói cái gì? Ai mẹ ai con đây? Vì nói cái gì vậy? Cái gì đó? À, chồng hư tại vợ. Trời đất ơi. Đó, bây giờ tôi thấy rất là đúng. Hồi nãy giờ tất cả những lời Út nói là anh hiểu hết rồi. Anh xin Út lần cuối cùng cho anh một cơ hội làm trụ cột gia đình đi Út. Nói chung tôi không có khó khăn gì với nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt phải có chừng có mực. À. Con phải để làm trụ cho tôi cột. Đó làm cột cho tôi trụ. Trời ơi nói vậy sao giống như là đây nè làm cột cho đây múa cột quá à. Mai mốt con có đi nhậu cho dắt tôi theo nghe chưa? Theo phá mồi hay chi bà? Theo làm tài xế chở về. Nhậu nhẹt mà sai kiểu này coi như là bán mạng chết chắc á. Trời ơi đi nhậu mà có người chở là sướng nhất rồi. Nhất chú rồi.
trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, ở cô gánh nước cái đường xa, còn bao nhiêu gánh nữa để tôi là tôi qua gánh giùm. Hay quá ha, đang làm đồng bông mà gánh giùm khoai lang ai hả? Ca cái gì vậy, là có ý đồ gì gánh ai? Khổ ghê, thì làm mệt buồn thì ca vậy cho nó khuây phá vậy thôi, chứ gánh ai? Gánh mình bà là tôi muốn chết rồi, còn gánh ai nữa? Sao ý ông nói là tôi mập ông gánh không nổi cái gì, đúng không? Cái đó là bà nói nghe, tôi không bao giờ tôi dám mở miệng tôi nói bà mập mà nghe. Nhiều khi tôi nghĩ cũng ngộ quá, tôi thấy tôi đâu có ăn nhiều không, tôi ăn có chút xíu à, sao tôi mập quá trời vậy? Bởi vậy tôi cũng lấy làm lạ. Ừ, bà cũng đâu có ăn bao nhiêu đâu. Bởi vậy ăn có chút xíu à. Ví dụ 7 giờ sáng nè, bà ăn có tô phở bình thường với lại bỏ nước béo vô nhiều nhiều một chút. Thì tôi phải hút nước béo đó. Ừ, rồi cái bắt đầu 9 giờ ừ, bà lua thêm một tô bún thịt nướng đó, làm như nó mới lưng cái bụng hả? Đó, thấy không? Ừ, rồi 11 giờ, cái giờ trưa cái bà mới ăn cơm trưa. Cơm cũng là con nhiều đâu. Thì bởi vậy cho nên hai có chén có đâu hai, có bữa tôi đếm là 4 chén á. Quá ừ, rồi đó, rồi xong cái bà ngủ, ngủ trưa đó. Ừ, ngủ trưa tới 2 giờ cái bà xế dậy, bạn xế đó, ba cái bánh xèo. Ba cái hả? Ba cái bánh xèo nghe nó ráng nhỏ xíu mà mỏng tay. Bởi vậy cho nên đó, cái bắt đầu 4 giờ hang mà lua thêm một ổ bánh mì thịt. 6 giờ một cái bắt đầu không có ăn giặt nữa, ăn cơm chiều mà ăn cơm chiều đó, ăn cơm chiều à. Ừ, cái 8 giờ một cái đó ham cái bà ăn mấy cái chén bánh bèo chén nè, 8 cái bánh bèo chén. Khoai khoai bánh cái món đó ngon gì đâu, chai nước mắm húp đã luôn. Trước khi đi ngủ, trước khi ngủ 10 giờ bà quất nguyên cái bánh ngọt. Wow, đó cho ông, nên tôi nói cái lịch của bà ăn cái đó là đúng một tuần lễ không thay đổi luôn mà. Ông nói quá, trước khi ngủ ai mà ăn tới nguyên một cái bánh bự vậy? Tôi ăn có phần nửa thôi nhưng mà tôi uống một ly sữa. Tại tôi nói cho nó thuận miệng, thay vì tôi nói nửa cái bánh nguyên ly sữa thì tôi dùng nó nguyên cái bánh vậy đó, thay thế ly sữa vậy thôi. Ừ đó, đâu có ăn bao nhiêu đâu mà sao cũng mập. Thôi tôi nói bà đừng có lo. Sao? Mình lớn tuổi rồi, mập mạp nó tròn trịa, con người mình nó phát phốt nên nó mới dễ thương. Đúng không? Hiểu không? Sang, tôi nói sang đúng sang, không? Sang, à, vậy đó. Phải không? Phải ông nói tôi sang không? Hay là ông muốn cho tôi mập ù á, uống nu uống nần á, để ông bỏ tôi rồi ông đi kiếm cô gái chân dài ông lấy. Trời ơi, tôi nói xin lỗi bà, tôi đã nói rồi, dễ giàu gì kiếm người vợ lùng mà có duyên như bà. Nói rồi đâu có bao giờ mà lấy ai nữa đâu mà bà lo. Nói câu này nghe đã nè. À, thôi chị, thôi mình để bỏ đây, đừng có làm nó vô rửa tay để chân mặt mày sạch sẽ ăn cơm. Bữa nay em nấu toàn những món anh thích không à? Có nấu món em gái mình thích không? Ôi mấy người giống như nắng mưa vậy đó, khi hiện khi xuất khi thấy mặt đó khi mất tiêu. Làm như tôi mai làm vậy? Sao mà biết mấy người mà ăn cái gì mà nấu? Ờ nhắc mình mới nhớ nghe, cái bản mặt đứa nào nói chị ơi em thèm ăn canh chua quá hả, nấu cho em canh chua, nấu một nồi từ bự tổ chả có cái giá cái mặt qua ăn không hả? Thì hôm qua bận công chuyện. Bận công chuyện gì? Chuyện gấp sắp xếp không có được, đâu có ghé. Tại bị đủ thứ chuyện hết trơn á trời. Rồi bữa nay không có nấu rồi chát cái mặt qua. Mới nấu con câu thôi mà có đầu sổ nguyên tràn qua đứng ba liếc chị. Thấy giúp tàu thị đi không? Công nhận chị hai chị nấu ăn ngon dễ sợ anh ha. Thôi đi, cái chuyện gì khen vợ của anh nấu cơm ngon là muộn rồi. Không nói thiệt á. Thôi đừng có nịnh tôi cô ơi. Bây giờ là nhờ cậy điều gì nói lẹ lên đi. Ủng hộ em bỏ móng nè. Trời ơi Út ơi Út, mày nghĩ sao vậy? Một tuần lễ đó tôi làm hết 5 ngày rong rồi, móng đâu da đâu nữa mà ra cho nó cắt nữa. Trời, chị em làm chị là em hữu nghị không mà chị nói chị lằng nhằng gì vậy? Trời đất ơi, bây giờ tôi hỏi mấy người nè, bây giờ mấy người làm người ta bộ móng ăn nhiêu tiền? 20 không sơn. Rồi còn tôi mấy người làm ăn nhiêu tiền? 19. Trời ơi đó, nó ăn ngập mặt nhà tôi mà nó bớt tôi có 1000 năm nó khuyến mãi tôi đó không? Chị em mà tính quá. Tôi biết rồi, vì nó là chơi cái chiêu marketing của kim khí điện máy. Sao hay vậy? Anh hiểu ý em á. Thôi đi làm chỗ khác thì tôi không làm đâu. Thôi năn nỉ vậy mà ủng hộ em đi thiệt. Cái gì? Tôi thấy tình hình này hơi căng á. Bà mà không làm là không yên với gì nó đâu. Thôi ráng làm đi, lát tôi trả tiền cho ha. Anh hai rất là tuyệt vời, sanh ta ra là cha là mẹ,
Người hiểu ta chỉ là anh rể ta thôi. Thấy không? Chị thấy anh chị có phước lắm chị mới lấy được anh hai. Phải không? Em dám hứa chị có phước hả? Sao lúc trước có đứa nào nói là tôi vô phước mới gặp ổng? Miệng đứa nào nói? Ủa có nói không? Mày nói với ai? À, con người người ta thay đổi lắm. Mới thì nó sẽ khác, dần dần ở chung nhau nó sẽ khác. Ảnh là có tiến bộ. Bây giờ làm phải không? Làm. Rồi đưa tay đây. Nè. Gì? Làm lẹ làng cẩn thận nghe không? Trời ơi, cái tiêu chí của em làm chỉ có hai cách. Một, cẩn thận chậm. Hai, lẹ làng nhanh ẩu. Muốn cái nào? Muốn cái nào làm cũng được, nhưng mà đừng có là lấy máu tôi là được rồi. Trời ơi, chị yên tâm, sao mà lấy máu đâu ra? Rồi làm da móng tay mà không lấy nước ngâm vậy trời. Có da đâu mà phải ngâm nước, cắt khô vô còn được, mình cỡ trời nào cắt. Trời đất ơi, thiệt tình. Ê nghe tao hỏi nè, hôm qua sao mày không ghé ăn cơm vậy? À, hôm qua có công chuyện gấp lắm. Ôi da, trời ơi, thấy chưa? Trời đất ơi, nó mới nói đừng lấy máu mà nó cũng lấy rồi đó. Cắt không có để tâm gì hết trơn rồi à. Thì trời, lâu lâu tai nạn nghề nghiệp chút xíu chị làm quá à. Để em lao cắt lại coi. Rồi nói sao hôm qua không ghé? Hôm qua có công chuyện gấp lắm, sắp xếp không có được. Chút chuyện gì? Ba mày làm chuyện gì? Mai mốt ok, cái là em bỏ nghề này liền. Bỏ nghề cạp đất ăn hả? Trời ơi, làm món dạo còn có đồng ra đồng vô. Làm gì bỏ nghề nói nghe coi. Em làm công ty. Trời ơi, Út ơi, dạ Út. Công ty mày lớn tuổi rồi ai mà nhận nữa. Công ty của em. Mày khùng hả? Cái công ty của mày. Trời ơi, chị sao chị coi thường em quá vậy chị? Em mở công ty của em. Thôi khỏi nói, bây giờ nói chị không có hiểu đâu. Chừng nào mà em xong ok hết đi là em mời chị lên ăn tân gia. Cái gì tân gia? Ăn gì? Ăn khai trương. Thiệt hả? Em nói thiệt. Ê, nó nghe là nếu mà muốn làm ăn thiệt đó thì chị khuyên nha. Làm cái gì cũng phải cẩn thận nha. Nghe chưa? Coi chừng tiền mất tật mang là chết á. Chị ơi, chị nói chuyện ra chị trù em không mà chị ơi. Chị không ủng hộ không mà trù trù. Trù cái gì? Chị mới trù kêu gì hết tiền mất tật mang. Chị ta nói mà không đúng sao? Làm cái chuyện gì phải cẩn thận chứ. Sao mệt quá, cái chuyện với mày mệt quá. Không làm tay em chừng gì trơn. Không làm cũng phải trả tiền nha. Nhìn đây chưa có làm mà trả tiền vậy. Làm nửa móng rồi đó. Trời ơi, cô này nó ăn ngập mặt tôi mà nó nói chuyện phản thì sợ luôn vậy à. Anh Hai ơi. Anh Hai à. Về. Anh Hai có nhà hôm nay. Về vô đây. Thôi mệt quá. Ngồi. Tôi Thiên có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy? Rảnh rỗi qua đây kiếm anh thăm anh chơi vậy thôi. Thôi ơi, thăm chơi mà làm gì kêu réo từ ở ngoài cửa vô chạy hở hồ hển hụt hển gì chết rồi. Sợ anh không có ở nhà. À vậy hả? Dạ, gặp anh rồi. Vui vui em. À, dạ, cho em hỏi thăm có Út ở đây không anh này? Hả? Dạ, cái chuyện này quan trọng hả anh? Dạ. Út á là nó có hai nơi. Dạ sao? Một là ở bên nhà nó. Dạ. Hai là ở bên đây. Dạ. À mà quên nữa. Sao? Nó sắp sửa có cái nhà thứ ba nữa rồi. Anh Hai ghẹo em hoài. Hồi nãy qua đây mà hớt hơi hớt khải vậy, có chuyện gì quan trọng không? Ờ, lo nói chuyện với anh mà nãy giờ em quên. À, đúng rồi. Cái gì? Cái này nè. Sao? Nha. Anh coi đi. Anh có cái này đi. Rồi anh sao? Thì anh coi cái này đi rồi anh sẽ hiểu. Anh coi đi. Ủa? Bộ Út đang kẹt tiền à? Út nó cầm cố nhà. Dạ. Ủa nó kẹt tiền cái vụ gì mà nó phải cầm cố nhà ta? Mà chú làm sao mà chú có được cái tờ giấy này? Thì anh cũng biết là anh của em mở photocopy. Em tính qua kiếm mấy tờ giấy nháp thôi. Nhưng mà vô tình em thấy cái tờ giấy này trong máy nó lòi ra nè. Mà em mới nhìn cái tuồng chữ này nó rất là quen. Quen lắm mà, cho nên là em nghĩ đây là cái tuồng chữ này là chắc là của Út. Cho nên mới chạy qua hỏi anh này nè. Làm cái giống gì mà nó kẹt tiền mà em, anh với chị không biết ta? Thì em cũng đâu có biết đâu. Thì em thấy gì em cũng bất ngờ lắm á. Cái này là mình đón già đón non cũng được đâu. Bây giờ muốn biết cách ăn á là chú kêu nó lên đây. Ủa có vợ em ở đây hả? Không có. Em quen miệng em hối đại gì đó. Vậy có Út ở nhà thì, sao nãy giờ anh không chịu nói? Trời từ đất. Từ tao nói. Nó ở nhà sao mày kêu nó lên thử coi. Trời ơi, vậy là có hay là mừng rồi. Út ơi. Út về Út. Ơi. Út ơi. Gì vậy? Qua kiếm ai mà lai like, ới ới vậy? Qua đây chi đây? Ngồi đây đây. À, thì rảnh qua thăm anh chị hai. À, qua thăm anh chị hai. Vậy thôi anh ở lại chơi vui vẻ, tôi đi về nha. Bye. Thì nói là thăm anh chị hai. Thì gặp anh chị hai rồi, gặp anh hai rồi, nói chuyện với anh hai nãy giờ rồi. Nói chứ là qua đây chi? Qua nhìn mặt chút xíu cho nó đỡ nhớ gì đó mà. Đất ơi. Cười ngồi trước mặt anh hai mà nói nhớ này nhớ nọ rồi anh hai không, anh thấy kỳ không anh hai? Nói đâu cho nó đúng chỗ ngồi đi. Nghe chú Thiên gì nó nói mà anh nổi da gà hết trơn hết trời à. Nè
có cần tôi đi ra ngoài không? Dạ cần, đi lâu lâu chút xíu à, để tụi em nói chuyện. Vậy tôi đi ra giường tôi bắt xong. Thôi thôi, ngồi ở lại chơi, nhưng ra giường làm gì? Để anh đi đi mà. Thôi ngồi lại với anh Hai. Quên cái vụ này. Mãi tu mình nói qua đây gặp dì Tư nó nói cái chuyện gì quan trọng đó. Cái vụ nhà cửa gì đó. Út cho anh hỏi thiệt nha. Hỏi gì? Út đang kẹt tiền phải không? Thôi anh ơi, anh tự nhiên vô duyên quá, tự nhiên tôi kẹt tiền hồi nào tự nhiên hỏi tôi kẹt tiền. Nè, vì nó có kẹt tiền thì nói cho anh chị biết nha. Anh sao vậy, anh nghĩ gì vậy anh Hai? Em có sung có xài phung phí cái gì đâu mà em kẹt tiền. Nè, không kẹt tiền tại sao Út đi cầm cố nhà? Nè Út coi đi. Coi coi. Không kẹt tiền mà chửi là cầm cố nhà. Cầm nhà làm gì, lấy tiền làm gì? Ủa cho nội nói dữ bảo mật giùm tự nhiên giờ lầu ráng. Nó thấy không? Vậy là chính xác gì nó là có đi cầm cố nhà phải không? Ủa mà sao anh biết vụ này vậy? Thì anh của anh làm cái mở photocopy rồi anh vô tình anh đi kiếm tờ giấy nháp đem làm công chuyện rồi thấy cái tờ giấy này là cái tuần chữ nào quen là mới chạy qua tức bật qua hỏi anh Hai nè. Út có cần, Út cần tiền để làm cái gì mà càng lại cầm cố nhà cửa? Dạ thiệt là cần tiền mở công ty. Trời trời trời. Mở công ty dạ. Mở công ty dạ, đúng rồi. Công ty gì? Thì làm ăn á anh, mở công ty gì thì chưa biết, thì chưa suy nghĩ tới. Trời đất ơi trời. Mở công ty gì Út chưa biết mà Út lại vay tín chấp ngân hàng. Dạ. Trời ơi cái này là nguy hiểm lắm đó, nhiều cái chuyện nhiêu khê lắm, trời ơi chịu không có nổi đâu. Ủa, đâu có gì đâu anh ơi, người ta vay Hà Rầm, người ta vay được mình vay được chứ có gì đâu mà sao anh hoang mang quá vậy? Mà có dự định làm cái gì chưa mà sao chưa tự nhiên đi cầm cố nhà? Thì chưa, suy nghĩ vậy thôi, mượn vậy đó chứ chưa. Trời đất ơi, như vậy là không có nên đâu, không có nên dính dấp vào cái chuyện đó. Tôi nói cho dì Tư nó nghe. Nghe. Từ hồi đó giờ tôi đâu có bao giờ mà tôi nghe dì Tư nó bàn tới cái chuyện mở công ty đâu. Thì đúng thấy... là rảnh rỗi là xanh nông nổi. Tự nhiên rồi cái rồi đi vay tiền 200 triệu chứ đâu phải ít gì. Thì bây giờ em mới giải thích cho anh nghe nè. Em làm móng anh biết rồi. Cái nghề này nó bấp bênh dữ lắm. Đó mà cả một cái xóm đây em làm hầu như 50 người chảy máu hết 49 người rồi. Người ta bắt đầu không có ai chơi em dữ lắm, không có ai chịu làm nữa. Thì mình làm riết nó cũng quen. Nhưng mà em ấy không có quen mà ta nghề nó càng đi xuống không mà. Rồi cái nghề này cũng kiếm ba độc ba còng. Ba cọc ba đồng. Ba cọc ba đồng. Ba cọc ba đồng. Lẹo thấy không? Đó rồi bây giờ em thấy không có làm được gì thôi để em xin làm lọ mở công ty đi. Em ngồi ở không quá không biết làm gì cái em thấy tờ rơi đó, em đọc tờ rơi em nói cái vụ này được nè. Đó là em nghĩ sáng kiến là liền là em phải mở công ty. Trời ơi đâu vậy đâu có nên. Mình muốn làm cái gì mình cũng phải tính toán, mình suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng đàng hoàng rồi mình không quyết định chứ mình chưa có tính một cái điều gì. Rồi tự nhiên ngồi rảnh rỗi rồi cái Út suy nghĩ là làm đại vậy đâu có được. Như vậy là chết luôn á, không có nên đâu. Anh nói thiệt á nha, cũng may á là chú Thiên nó phát hiện kịp thời để mà ngăn chặn lại á. Chứ nếu không á hả, em vay rồi á là tiền ở đâu mà em đóng lời hàng tháng mà mắc mớ gì mà em vay tới 200 triệu. Tiền ở đâu mà trả nổi cho người ta. Này mà cho anh hỏi nè, ở bên công ty vay tín chấp đó người ta có gọi mình lên ký hợp đồng chưa? Chưa, thì nó nói là để nó đi khảo sát lại một lần nữa xong rồi nó alo. Có nghĩa là người ta chưa có gọi Út lên đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì tốt rồi. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ gọi điện thoại mình nói với người ta là mình hủy cái vấn đề vay mượn này ha. Không có vay mượn cái gì, không có thế chấp nhà cửa gì hết trơn á. Trời ơi, Út có cần gì Út nói với anh sẵn sàng giúp cho Út liền, không cần phải thay vay mượn cái gì hết á. Anh nói thiệt á. Được không? Sao không được? Quỷ này lâu lâu thấy cũng có ít ghê anh. Cảm ơn anh nha. Có nghĩa gì? Nói thiệt với Út nè, vì Út chết anh cũng làm nữa, đừng nói chi tới cái gì. Thiệt không? Thiệt sao không? Thôi chết liền đi. Nói làm liền. Em vậy đó anh. Bởi cái con nhỏ này lúc này rồi mà cũng còn nói cà rỡn được à. Đâu vậy là tốt rồi. Em có chú Thiên nó phát hiện vậy là hứa giúp đỡ cho dì nó rồi. Dạ. Nghe. Chứ đừng có bày đặt mở công ty công tiết gì hết trơn. Dạ. Đúng. Rảnh rỗi xin nông nổi. Trời ơi Trang. Út ơi. Út à. Trời ơi tôi ngồi đây mà anh làm gì, anh kêu hoài vậy, anh Thiên kêu như kêu đò vậy. With you Mary May. Ăn sao không nói, sáng ta đi chợ dặn đi. Vậy là Út cho Thiên ăn luôn hả? Ừ.
Muốn ăn thì ăn liền. Không có để dành ngày cưới hả? Trời ơi, thèm thì ăn liền thôi, để dành gì anh ơi. Vậy là bây giờ ăn ở nhà anh hay là ăn ở nhà này? Ăn tại đây luôn nè. Ăn tại đây luôn hả? Ừ. Vậy thôi, để tôi đi liền ha. Tôi đi nha. Ủa, tính đi đâu vậy? Đi mua sushi cho anh ăn. Anh nói anh thèm sushi. Trời đất ơi, anh nói anh thèm sushi hồi nào? Anh mới nói đó. Trời ơi, Út hiểu lầm rồi, chữ Mary đây là cưới đó. Cái gì? Là anh muốn cưới Út đó. Anh muốn cưới tôi? Ừ. Cái gì kỳ vậy? Thôi nha, đừng có nói cưới này cưới kia nha, kỳ lắm mà. Tôi nói thiệt là chưa có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng cái gì hết. Trời ơi, cứ bắt tôi chờ đợi hoài, biết chừng nào mới chờ hoài không vậy vậy? Anh nói vậy là sao? Không phải tôi nói vậy là sao, ý tôi không phải vậy, nhưng mà cứ bắt người ta chờ đợi hoài. Bây giờ tôi thông cảm cho Út rồi, ai thông cảm cho tôi đây? Cái gì? Anh nói là ai thông cảm cho anh? Ừ. Thôi được rồi, thôi đi về đi. Anh đi về đi. Bộ nói chuyện với anh Út không có vui hả? Mệt. Út mệt ở đâu nói đưa đi bác sĩ. Tôi nói là nói chuyện với anh tôi bị mệt. Anh đi về đi. Nói vậy là Út có nghĩa là Út đuổi anh về phải không? Ừ. Anh về thiệt đó nha. Về đi. Anh về thiệt đó nha. Tôi nói đi về đi mà ngộ quá. Trời mưa rồi sao mà về được. Mưa cũng phải đội mưa mà về. Anh về thiệt đó nha, không có cản anh lại nha. Tôi nói lần nữa là tôi phang chiếc dép vô mặt anh liền á. Người gì đâu mà lì sợ luôn à. Ủa, người ấy đâu rồi? Nghe tiếng mà đâu, giờ đâu mất tiêu rồi. Đuổi về rồi. Đuổi về? Ừ. Em có điên không vậy? Trời mưa gió mà đuổi người ta về là sao? Mời người ta ở lại ăn cơm với em. Không thích nữa. Mưa thì mưa, tôi đuổi là phải đi về thôi. Trời ơi mày khùng gì vậy? Không có cho được mưa luôn. Trời ơi mày điên hả? Trời mưa vậy mà đuổi người ta về em. Trời đất ơi, người ta qua nói chuyện chơi thì phải ở giữ người ta lại ăn cơm, sao đuổi người ta về? Bởi vậy cái kiểu của em mà em ế suốt đời luôn á. Tôi ế, tôi chịu trách nhiệm trước cái ế của tôi. Chị ngộ quá. Chị tôi mà không bao giờ tôi thấy chị binh tôi chút nào. Mày khùng quá binh mà gì nổi. Ừ. Mưa gió mà đuổi người ta về vậy. Kệ đó, tắm mưa đi cho nó vui. Có gì đâu. Alo Vi hả? Vi. Má mày cứ ăn hiếp tao hoài à Vi. Tao nói mà. Nói vô duyên. Cái tật vô duyên giống ai không biết nè, đang nói chuyện thoại điện thoại tắt giữa đường à. Vô duyên giống mày á. Trời ơi, ở không còn nói chuyện tàu lao không, nhỏ đang họp hội kêu. Thiệt tình á. Mà bây giờ ông Thiên qua đây, ông nói gì mà đuổi về? Tự nhiên cái không qua cái đòi cưới tôi à. Có thấy ghét không? Đòi cưới hả? Ờ. Chịu liền. Trời ơi, tôi đuổi về liền tức khắc vậy đó mà chịu liền. Trời ơi mày có điên không hả? Người ta qua tới nhà người ta hỏi cưới mình là mừng không hết để sao mà đuổi người ta về. Trời ơi, cái con này cái tánh khí nó vậy, không biết sao mà ông Thiên ông có mắt ông lé không, ông yêu nó gì nữa. Vậy là mày ở giá suốt đời. Này, nói thiệt lòng nha, em nghĩ là chắc có lẽ em bỏ cuộc của anh hay không? Gì vậy? Cái chuyện mới có vậy mà tự nhiên bỏ cuộc là sao? Đây nè, người phụ nữ khó khăn chừng nào thì đàn ông mình phải ráng chinh phục cái đó mới là dữ chứ. Anh cũng biết là em đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, em già rồi. Vậy sao rồi có lúc ai nói với tôi là còn trẻ trung vậy? Trời ơi, trẻ tre chứ trẻ măng cái gì nổi nữa mà trẻ tre thôi hà, nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Vậy hả không? Dạ. Vậy là giờ tính bỏ cuộc đó hả? Dạ. Sao dễ bỏ cuộc quá vậy? Lý do sao? Em nói hoài mà Út, anh cũng biết mà. Rõ ràng là bây giờ em nói thiệt, em cũng lớn tuổi rồi, em già rồi. Anh cũng hiểu được mà. Ba má em cứ ép em phải cưới vợ cho bằng được. Rồi người chị của em ở trong nhà lại nói là nếu em không lấy vợ thì nghĩ rằng em là người bê đê đó. Khổ lắm. Nè, tôi nói thiệt chú đừng giận nha. Hồi đó tôi cũng nghĩ chú là bê đê bà đặt để râu. Cái gì vậy? Em không phải bê đê, em là đàn ông men đàng hoàng. Men thấy không? Men. Bây giờ tôi bày cho. Bày cái gì? Nếu mà chú muốn cưới sớm á là phải lên kế hoạch làm liền bây giờ đấy. Trời đất Phật ơi, em lên kế hoạch rồi nhưng mà Út không có chịu. Út không có chịu kìa, hiểu không? Ủa sao rồi giờ định ta bỏ cuộc hay sao? Trời đất ơi, mình muốn là cái gì mà theo đuổi mục đích chứ. Trời đất ơi, tính bỏ cuộc sao được? Nè bà,
gì? Mà ngồi đây bà hết sức bình tĩnh ha. Ừ. Bà hiến kế, bà giúp cho hai anh em tụi tôi cái chuyện này cái coi. Được rồi. Nha. Em nói thiệt nha. Em rất là buồn. Em nói thiệt, khi mà em nói cái chuyện này ra là em buồn lắm. Anh chị mới ráng làm sao mà để cho em giúp cho em rồi em cưới được Út. Nếu mà em không cưới được Út là chỉ có nước là em cưới chị ngay chứ không thể đâu. Nói vậy? Nói mà vậy? Không có. Ý em quýnh qua, em nói trời, không phải là em không có lấy ai hết đó em. Được rồi, quyết định phải lấy được Út thôi. Bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết hết trơn rồi. Bây giờ là cậu thương em tôi đúng không? Dạ đúng. Rồi định chừng nào mới cưới nó đây? Dạ ra chiên. Ngộ kỳ thời con kiên nó leo dây. Ôi, ông rảnh quá à. Mà coi có cách nào mà giải quyết giùm chú được, nó. Được, được rồi, đây. Nói nghe nè. Dạ. Thì tại vì nó là nó cũng con giống như con gái mới lớn. Đó. Cho nên nó nghe cái gấp. Chị nói cái câu vừa rồi em thấy hình như là nó có cái gì đó nó hơi sai sai á. Sai. Nó lớn tuổi. Tôi nói lộn. Thì bây giờ tôi nói lại cái lời nói lộn nè. Có nghĩa là nó mặc dù nó là cũng lớn tuổi nhiều, dù sao nó cũng còn con gái. Bây giờ cậu cầu hôn gấp quá cho nên nó cũng nhút nhát. Đúng không? Cái gì ta cũng phải từ từ, hiểu chưa? Dạ thì em cũng đã từ từ dữ lắm rồi. Được rồi, bây giờ nghe tôi dặn. Bây giờ thương nó phải không? Bây giờ tôi dò ý thì tôi cũng thấy nó cũng thương cậu đó. Nhưng mà vậy cũng từ từ, bây giờ tôi dặn rút nó ra, tôi biểu cái gì phải làm cái đó nghe không? Nghe dạ, chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Sao rồi? Út ơi! Chị chứ hả? Út ơi Út! Ra đây chị biểu coi! Gì vậy? Đang coi TV thì chị kêu giật ngược rồi không xong chị vậy? Ngồi đây biểu coi! Chào anh! À, chào. Ủa? Đủ về sao qua đây chi vậy? Trời ơi! Út nói gì là Út muốn đuổi tôi về nữa hả? Tôi đâu có dám đuổi, nhà này nhà của chị hai tôi mà. Chừng nào nhà có tôi lấy chỗ trà tôi quét ra. Trời ơi, nói giỡn cho cái con quỷ này mày giỡn kìa. Không có nói thiệt á. Nó giỡn không? Đợi khi. Nè. Đó vậy giỡn. Giỡn đó. Nhưng mà tánh nó dai. Tánh nó gì nó khùng tấn thửng vậy. Vậy mà em thích cái tánh này nè. Vậy đó hả? Bây giờ nè. Phải không? Giờ thích phải không? Vậy tôi biết rồi. Giờ này tôi mới biết. Biết sao? Chú nó cái tánh cũng hơi tưng tưng mình thích cái kiểu khùng khùng. Trời hiểu rồi, bây giờ đông đủ mặt nè, bây giờ chị có mặt đủ ha, có mặt cậu Thiên nữa. Bây giờ chị hỏi em nè. Em có tình cảm với cậu Thiên không? Có không? Nói thiệt đi. Chị hỏi gì kỳ vậy chị hai? Sao có tình cảm chút chút? Cũng có tình cảm chút chút vậy. Có ha, chút chút có nghĩa là có chút xíu thôi đó hả? Nhưng mà bây giờ thí dụ như người ta muốn cưới em thì sao? Cái gì cưới? Trời ơi, cái gì cũng phải tìm hiểu kỹ càng đàng hoàng chứ, chưa hết đời cưới sinh. Rồi tôi nghe lời con Di là nói là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi cưới chứ không có bậy bạ được. Trời ơi, mình lớn tuổi rồi tìm hiểu kỹ càng cho thành hai bộ xương khô quá à. Trời, càng già phải càng kỹ chứ. Suy nghĩ kỹ chưa? Chị ngộ quá, hồi trước tới giờ tôi nói cái gì mà tôi không suy nghĩ kỹ không? Vậy hả? Vậy thì thôi cậu Thiên ơi, cậu tìm mối khác đi cậu Thiên. Dạ. Tại vì em tôi nó kêu cậu phải chờ đợi lâu quá, không biết thôi. Gia đình cậu kiếm mối khác đi ha. Gì vậy chị hai? Chị nói gì vậy? Chị nói gì kỳ vậy? Chứ sao? Thì em kiểu biểu người ta em không chịu rồi thì người ta phải cưới. Tại vì bên người ta là con trai, gia đình người ta xuống người ta cưới vợ để sanh con đẻ cháu, người ta cũng lớn tuổi rồi. Mà hỏi em cưới em không chịu, em có lần lựa để em đuổi người ta về thì thôi, ta kiếm mối khác đi. Thì cái gì cũng phải từ từ chứ, cứ chờ đợi chứ. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Thôi, hạnh phúc cái con khỉ. Có nghĩa là hạnh phúc là khi nào có cái sự hẹn hò, có cái sự hứa hẹn mới hạnh quả phúc. Phải không? Con này chờ đợi trong vô vọng mà biểu người ta chờ đợi cái gì? Rồi, ủa ai nói trong vô vọng? Bây giờ không nói chung là ý của muốn chờ thì bây giờ chờ. Không chờ nữa. Không chờ nữa. Không chờ thôi thì không chờ, kiếm mối khác đi. Kiếm mối khác. Nếu mà nói anh muốn chờ bao lâu? Chờ bao lâu thì chừng nào muốn cưới ra, chừng nào thì nói luôn đi. Quyết định đi, chừng nào anh cưới. Dạ, ra duyên nha. Ngẫu kỳ thời con kiên nó leo dây. Lính đi anh hai. Tối ngày cứ ngẫu kỳ thời hoài, kiến leo dây hoài. Ra duyên. Anh nói ra duyên cưới phải không? Ra duyên cưới. Ra duyên anh cưới đúng không? Ra duyên. Sao không nói sớm? Tôi duyệt liền. Trời ơi bài. Làm sao mình cũng là con gái nữa. Thèm chồng có gì vừa thôi, giữ thể diện chút xíu chứ. Giữ thể diện quá mới ế như ngày hôm nay nè chị. Vậy là đồng ý rồi phải không? em mừng quá, cảm ơn anh chị hai vợ. Trời ơi, chị hai vợ chưa về kêu, chưa cưới mà kêu chị hai vợ rồi. Thì tôi cũng đồng ý câu này ha. Rồi hai người mà đám cưới này nhớ đền đơn hai ông bà Mai này nha chưa. Dạ.
vui vẻ rồi. Bây giờ tôi với bà đi. Ừ. Trả không gian lại cho đâu trẻ. Trời ơi đâu trẻ. Đâu trẻ. Ngộ kỳ thời. Thời. Con kiên leo dây. Đừng làm bậy mày. Ngộ kỳ thời vẫn nước giới cây đa. Em ơi anh vẫn chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số. Hãy